Hello, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách buộc khóa link câu cá mọi người nhá. Đây là cước đây. Đây đầu tiên là mình sẽ cho chì vào trước à. Chì mình sẽ để kiểu này nhá, bởi vì mình không dùng cái chặn chì nên là mình sẽ làm kiểu này. Đây mình sẽ xiên kiểu này này mọi người. Đấy. Này mọi người nhé. Đây là bây giờ mình sẽ tiến hành buộc này. Đây mọi người. Đây là cái khóa link này mọi người nhé. Led vào đây. Đây mọi người nhé. Đấy, cái khóa link này mọi người nhé. Ok. Và trước tiên mình sẽ xỏ cước như này. Đây, xỏ như này mọi người nhá. Đấy, cho quay gần cho mọi người xem này. Đây, như này mọi người nhá. Đây, mình sẽ cho một đoạn dài dài như này. Và mình sẽ cầm cái này. Và mình, một đoạn cước mình sẽ giữ căng như này luôn. Đấy, cho mình cuốn như này mọi người nhá. Mình cuốn tầm khoảng 10 vòng mọi người nhá. 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, đây, như này mọi người nhé, 8 này, 9 này, 10 này, đây ok mọi người nhé, và bây giờ mình sẽ luồn, đây, mình sẽ luồn một vòng qua đây nhé mọi người, luồn một vòng qua trong khóa link này, đấy, đây, luồn một vòng qua trong khóa link, đấy. Cách là mình luồn như thế là để cái chỗ khóa link này sẽ được hai vòng cước là nó sẽ chắc hơn mọi người nhé. Luồn vào trong này. Sau đó mình sẽ luồn vào trong cái cước này mọi người nhé. Mình luồn vào trong này mọi người cho nó chắc mọi người nhé. Đấy. Đó, nó sẽ là như này. Sẽ luồn qua trong cái khe cước này mọi người nhá. Đây. Luồn trong cái này xong là mình sẽ vòng ngược lại. Và mình sẽ vòng vào đây. Và mình sẽ vòng thêm một vòng nữa. Đây mình vòng như này rồi mọi người nhá. Và mình sẽ vòng thêm một vòng nữa. Đấy. Đây mình vòng thêm vòng nữa, như này là hai vòng. Như này là ok rồi mọi người nhá. Đấy. Này có ok rồi, xong là mình sẽ cầm ở đầu này mình sẽ thít rồi. Đây. Và mình sẽ kéo căng cái này ra. Đấy. Mình sẽ thít đầu này xuống. Đây, nó sẽ thật được như này mọi người nhé. Đây, đây mọi người. Đấy. Đây mọi người. Đó. Mình sẽ thít chặt vào mọi người nhé. Mình sẽ dồn cái này xuống. Mình sẽ thít cái này xuống. Cái này cá càng kéo thì nó càng chắc mọi người nhé. Đấy, như này cá càng kéo nó lại chắc nên là càng chắc. Bởi vì mình vòng như thế thì ở trong cái nút này nó sẽ có hai vòng cước này mọi người. Đây. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy. Ở trong này nó sẽ có hai vòng cước này, đấy. Ok mọi người. Đấy, hai vòng cước ở cái nút này mọi người nhé. Hai vòng cước ở cái nút này. Đấy. Thì nó sẽ chắc hơn. Đấy, khi ta kéo thì cái chỗ này nó sẽ, cái chỗ đoạn này nó sẽ chịu lực nhiều hơn nên là khả năng đứt nó đứt ở cái đoạn này mọi người nhé. Nên là mình sẽ phải quấn hai vòng như thế thì cái lực ở trên cước này là nó sẽ không hay bị đứt đâu, nó đứt ở cái chỗ mình buộc này, khi gặp hàng khủng là hay đứt ở chỗ đấy mọi người ạ. Đây ok mọi người nhá. Rồi sau đó mình sẽ
được như này rồi nha mọi người. Đấy. Đấy mọi người ạ, đó. Mọi người sẽ bấm bấm đoạn này đi mọi người nhé. Thế là ok rồi mọi người. Đấy. Thoải mái mà kéo luôn, không bao giờ đứt luôn mọi người. Cái buộc, cách buộc đơn giản nhất mà mình hay buộc khóa link mọi người nhé. Đây, như này. Quá là chắc luôn mọi người ạ. Buộc như này nó vừa thẳng cước còn vừa chắc nữa mọi người. Nó không bị ảnh hưởng ở cái chỗ mà mình buộc này, nó không bị ảnh hưởng ở chỗ đoạn này. Nếu mà mình mà buộc không biết cách khi mà cá kéo thì cái chỗ đoạn này nó chịu lực mối buộc nhiều, nó sẽ đứt ở cái chỗ này mọi người ạ. Còn buộc kiểu này thì quá là ok luôn. À, chỉ sẽ như này. Đây, cái đoạn lỗ, cái đoạn nối này nó sẽ chui vào trong trong cái lỗ chì luôn mọi người. Đây, mình sẽ kéo vào như này. Đó, chì nó sẽ chắc ở đây luôn. Đó, chì nó sẽ chắc ở đây luôn. Đó, ok luôn mọi người nhá. Đây, nó sẽ như này. Chì cũng không tụt được xuống mọi người nhá. Đây. Không tụt được luôn. Quá chắc luôn. Đó. Đây mọi người. Đây mọi người. Đấy. Rồi ok mọi người nhá. Mọi người nhớ thấy video của mình hữu ích thì mọi người cho mình xin một đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nhé, chia sẻ video cho các anh em nào mà chưa có mới tập câu, chưa biết cách buộc khóa link thì ủng hộ mình và một đăng ký kênh. Chào tất cả mọi người, rồi mình kết thúc video tại đây.